tự học tiếng trung có khó, khó không mình thì sinh ra và lớn lên ở việt nam và cũng giống như là nhiều các bạn bây giờ thì mình được mẹ cho đi học thêm tiếng anh từ rất là nhỏ nhưng thú thật ý hồi đó thì mình học chỉ để đối phó thôi để có thể vượt qua các cái bài kiểm tra ở trong trường và chẳng mấy khi mình thấy hứng thú với việc học ngoại ngữ cả à, mọi thứ thay đổi khi mà mình chuyển đến ba lan thì ở đây mình không chỉ phải học tiếng ba lan một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với mình và khác biệt với tiếng việt nam rất 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 là nhiều mà còn phải học cả tiếng anh và một ngôn ngữ châu âu khác nữa trong trường lúc đó và mình nghĩ là tiếng Ba Lan với mình rất là khó nhằn Đến mức mà mình gần như là muốn bỏ cuộc với nó luôn ý Nhưng rồi một bước ngoặt đã đến khi mà mình vào cấp 3 và chuẩn bị lên đại học Thì mình nhận ra rằng ngoại ngữ không chỉ là một cái môn học Mà còn là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa tri thức cơ hội cho mình Mình bắt đầu học quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh Strategic Management trong 5 năm Và sau đó là tiếng Trung Vì thấy được cái tiềm năng của ngôn ngữ này trong tương lai Ban đầu ấy thì mình cũng ghét cay ghét đắng mấy cái thanh điệu gọi là xì xa xì sổ của tiếng Trung Rồi mới thấy là hiện lúc nào không hay Vậy nên câu hỏi cho các bạn còn vân vân chưa biết học tiếng Trung hay không Liệu tự học tiếng Trung là điều có thể? Và nếu có thì làm thế nào để học một cách thông minh hiệu quả nhất? và hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé đầu tiên đó là lợi ích của việc học tiếng Trung, lợi ích của bộ não khi mà học một ngôn ngữ ấy, thì bộ não con người được tạo ra để học nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới thì có những nơi mà việc học nhiều ngôn ngữ từ khi tấm bé từ khi mới sinh ra là chuyện rất là bình thường hoặc là ngôn ngữ được sử dụng ở trường khác với cả cái ngôn ngữ được sử dụng trong công việc này ở cộng đồng này ví dụ như là ở Trung Quốc nhiều người dân sử dụng cả tiếng quát thoại là tiếng phổ thông và Phương ngữ địa phương của họ, hoặc như là ở Singapore thì tiếng Anh được sử dụng trong cái môi trường giáo dục, công việc, trong khi thì tiếng Quan Thoại, tiếng phổ thông, tiếng Mã Lai và tiếng Tamil cũng được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Một vài nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng cái việc học ngoại ngữ bao gồm cả tiếng Trung không chỉ giúp bạn giao tiếp với nhiều người hơn mà còn mang lại nhiều cái lợi ích cho não bộ của bạn tăng cường trí nhớ này, học từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu mới giúp cải thiện cái khả năng ghi nhớ của bạn. Não bộ phải hoạt động liên tục để có thể tiếp thu và lưu trữ thông tin mới, từ đó thì tăng cường cái khả năng ghi nhớ tổng thể của bạn. Điều tiếp theo đó là cải thiện khả năng tập trung khi mà học tiếng Trung hay là một ngôn ngữ thì bạn phải tập trung vào việc nghe, phải đọc, hiểu, phản xạ Điều này giúp rèn luyện khả năng tập trung của bạn, không chỉ trong việc học ngôn ngữ mà còn trong các cái hoạt động khác trong cuộc sống của bạn nữa. Phát triển tư duy phản biện, vì học tiếng Trung, vì học một ngôn ngữ giúp bạn tiếp cận với một cái nền văn hóa khác và cách suy nghĩ khác hẳn, bạn sẽ phải phân tích, bạn sẽ phải so sánh, đánh giá các cái khái niệm, ý tưởng và giá trị khác nhau, từ đó thì có thể phát triển cái khả năng tư duy phản biện và sáng tạo hơn. Đó nữa là phòng ngừa bệnh Alzheimer và suy giảm nhận thức. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cái việc sử dụng thường xuyên nhiều ngôn ngữ có thể giúp trì hoãn sự khởi phát của bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh khác nữa, điều này là do việc học sử dụng ngôn ngữ đòi hỏi cái sự linh hoạt cái sự hoạt động liên tục của não bộ ấy, thì giúp duy trì sức khỏe và độ dẻo dai của não là một trong những cái nền kinh tế lớn nhất thế giới và việc biết tiếng trung sẽ giúp bạn tiếp cận với cả hàng triệu cơ hội việc làm hấp dẫn trong các cái lĩnh vực như là kinh doanh, du lịch, giáo dục và công nghệ nữa. Ở Ba Lan thì mình có biết là nhiều cái hãng lớn như là Huawei, Xiaomi thì được mở tại đây và tuyển rất là nhiều nhân viên Ba Lan cũng như là người nước ngoài. Hãy cùng mình điểm qua những khó khăn và lợi ích thường gặp khi mà học tiếng Trung. Đó là những thách thức gì? Tức là chúng ta phải tốn thời gian và công sức, chúng ta phải bỏ ra. Bản thân mình đây, mình là người học khá là chậm, cần nhiều thời gian để có một cái tiến bộ vượt bậc. Nhiều người cho rằng cái việc học ngoại ngữ sau 30 tuổi như là mình ý, là khó khăn, nhưng thực tế không phải vậy, mặc dù khả năng tiếp thu ngôn ngữ có thể giảm đi, có thể chậm hơn những trẻ em 1 hay 10 tuổi. Nhưng những người trưởng thành có cái nhiều lợi thế khác như là kinh nghiệm sống này, động lực này, có thể tự học này, chứ không phải là do ai bắt buộc cả. Chữ Hán là một cái hệ thống, chữ viết tượng hình rất là phức tạp, khác xa với bảng chữ cái Latin mà chúng ta quen thuộc trong tiếng Việt hay là tiếng Anh, tiếng Ba Lan việc học và ghi nhớ chữ hán có thể là một cái thử thách khá là lớn đối với người mới bắt đầu, đối với người tự học dễ nhầm lẫn giữa các âm vì tiếng trung có bốn thanh điệu chính và sự thay đổi thanh điệu có thể làm thay đổi hoàn toàn cái ý nghĩa của từ cái này giống trong tiếng việt ý điều này gây không ít khó khăn cho người mới bắt đầu đặc biệt là người tự học Như trước đây mình đã bỏ qua cái phần này và mình thấy rất là tiếc nuối là ví dụ như là ma má, mà mà không chỉ có bốn thanh điệu chính trong tiếng Trung đâu Còn có một cái thanh điệu trung tính nữa Không có dấu và một số biến điệu khác Để tổng cộng có tới hơn 200 âm tiết khác nhau trong tiếng Trung Và việc phân biệt chúng đòi hỏi sự luyện tập rất là kỹ lưỡng Nên các bạn nhớ đừng bỏ qua phần này nhé Đây là những cái kinh nghiệm xương máu của mình Vì cái, cái âm điệu của mình nó nghe nó không được hay ý Ngoài thanh điệu thì tiếng Trung còn có các yếu tố âm vị khác như là thanh mẫu âm đầu là cái phụ âm đứng đầu mỗi cái âm tiết có 21 thanh mẫu trong tiếng Trung và vận mẫu âm đệm và âm cuối là phần còn lại của âm tiết sau thanh mẫu gồm âm đệm nguyên âm đơn hoặc là nguyên âm kép và âm cuối âm cuối hoặc không có âm cuối có 36 vận mẫu cơ bản trong tiếng Trung và việc nắm vững các cái thanh điệu thanh mẫu và vận mẫu là nền tảng để có thể phát âm tiếng Trung tốt hơn, chuẩn hơn để tránh những cái hiểu lầm mà trong khi mà bạn giao tiếp ý vì vậy bạn nhớ dành thời gian luyện tập phát âm nhé. Và ngôn ngữ này không có sự biến đổi hình thái động từ để chỉ thì như là chúng ta thường thấy như là trong tiếng Anh đúng không? Như là present perfect, past simple. Điều này có nghĩa là động từ trong tiếng Trung không thay đổi hình dạng để biểu thị cái thời gian xảy ra của hành động như là cái câu sau đây Fun, tôi ăn cơm vậy làm thế nào để người Trung Quốc hay là người mà học tiếng như chúng ta phân biệt được thì của hành động ,我明天吃法,我明天吃法 Hiếu môi trường luyện tập nếu bạn không sống ở Trung Quốc đúng không hoặc là không có nhiều cái cơ hội để giao tiếp với người bản xứ thì việc tìm kiếm cái môi trường luyện tập tiếng Trung có thể là một cái khó khăn cũng như là một cái thử thách và cái lượng từ vựng khổng lồ học nhồi nhét ý thì mình nhớ là ban đầu khi mà mình học tiếng Trung ý mình phải nhớ rất là nhiều từ vựng khổng lồ và việc cố gắng học nhồi nhét tất cả các từ mới có thể gây quá tải này khiến mình nản lòng nhanh này và sau đây là một cái số giải pháp giúp bạn chinh phục được cái ngôn ngữ này đó là xây dựng được cái nền tảng vững chắc vững chắc ở đây đó là khi mà bắt đầu với phát âm như mình đã nhắc ở trên là làm chủ bố cái thanh điệu và các cái âm cơ bản là chìa khóa để hiểu và nói tiếng trung chuẩn hơn học bộ thủ và quy tắc viết chữ hán nữa hiểu rõ cấu tạo của chữ hán sẽ giúp bạn ghi nhớ từ vựng dễ dàng hơn học từ vựng theo chủ đề này thay vì học từ vựng rời rạc hãy nhóm chúng theo chủ đề như là chào hỏi giới thiệu bản thân để tạo ra được sự liên kết và dễ nhớ hơn nữa để tiếp tục video mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bảo bối giúp mình chinh phục tiếng trung một cách hiệu quả và thú vị đó là ứng dụng mochi mochi chinese đây không chỉ là một cái ứng dụng học ngôn ngữ thông thường đâu mà còn là một cái người bạn đồng hành đáng tin cậy trên cái hành trình chinh phục chung của mình vì mình muốn tự học và mình không muốn đăng ký một cái khóa học nào vì mình có rất là ít thời gian vì vậy mà bạn nên nhớ là cái thời điểm vàng ấy bí quyết ghi nhớ thần kỳ của Mochi Mochi Chinese sử dụng phương pháp spaced repetition tức là lặp lại ngắt quãng một cái phương pháp ghi nhớ đã được khoa học chứng minh hiệu quả là cái ứng dụng sẽ phân tích lịch sử học tập của bạn này và đúng vào cái thời điểm vàng thời điểm bạn sắp quên giúp bạn ghi nhớ nhanh này và lâu dài hơn nữa và nó sẽ hiện lên cái notification rất là dễ thương khiến bạn cảm mến và để có thể nghĩ ngay đến việc tiếp tục học tiếng Trung mỗi khi mà bạn quên. Điều tiếp theo đó là năm cấp độ ghi nhớ của Mochi Chinese đó là phân loại từ vựng theo năm cấp độ ghi nhớ từ chưa nhớ đến đã nhớ thành thạo điều này thì giúp bạn tập trung ôn tập những cái từ chưa nắm vững lắm tránh lãng phí thời gian vào những cái từ đã thuộc lòng rồi thì cái này thì giúp mình học hiệu quả hơn vì theo cái kinh nghiệm của bản thân mà khi mà mình học những ngôn ngữ khác ý, trước kia thì mình toàn ghi đi chép lại những cái từ khó sau đó thì mình lại bỏ quên ở đâu đó nhưng mà nhờ cái ứng dụng này mà mình có thể theo dõi tất hơn cái quá trình này học từ vựng với flashcard nữa từ vựng được thiết kế dưới dạng flashcard sinh động với hình ảnh minh họa phiên âm phát âm chuẩn câu ví dụ và dịch nghĩa bạn không chỉ học được cái từ vựng một cách thụ động mà còn có thể hiểu sâu hơn về nghĩa cách đọc và cách sử dụng từ trong ngữ cảnh cụ thể nữa luyện viết chữ hán và đây là những cái điều mà mình trân trọng nhất là ngoài việc học từ vựng qua flashcard thì bạn có thể luyện viết chữ Hán ngay trên cái ứng dụng này. Tính năng này cực kỳ là tiện lợi để giúp bạn luyện viết mọi lúc mọi nơi, không cần giấy bút lỉnh kỉnh, không cần sổ tay chết gì cả có thể tập viết khi đang di chuyển phương tiện giao thông này trên máy bay hoặc là khi mà bạn chờ đợi một ai đó. Và điều tiếp theo đó là bảy khóa học đa dạng của Mochi Chinese cung cấp hơn 5.000 từ vựng và khóa học từ HSK 1 đến HSK 6 dựa trên cái giáo trình chuẩn HSK đảm bảo chất lượng và phù hợp với mọi trình độ mỗi khoa học được chia thành các cái bài học nhỏ theo chủ đề giúp bạn học từ vựng vững chắc một cách có hệ thống và dễ dàng ghi nhớ hơn và ở trong cái app này cũng có những cái cuộc hội thoại nữa cung cấp những cái cuộc hội thoại mẫu này và các cái chủ đề giao tiếp hàng ngày giúp bạn luyện tập phản xạ và tự tin giao tiếp với người bản xứ nếu như bạn có cơ hội và sau đây sẽ là hướng dẫn tải app để cái tải ứng dụng thì bạn chỉ cần vào app store hoặc là của google play ch play gõ mochi chinese chọn ứng dụng mochi chinese học tiếng trung và ấn tải về. Sau khi tải xong thì bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên màn hình. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Mochi Chinese sẽ có một cái giao diện rất là tươi sáng và mình nghĩ là rất là đáng yêu, tạo cái cảm giác tích cực hơn vì mình nghĩ là nếu như có một cái cảm giác tích cực với cả ngôn ngữ, ấy, với cả việc học ấy, thì bạn sẽ cố gắng hơn. Và mình thấy rằng cái việc bổ sung thêm phần phiên âm phán Việt sẽ giúp người học tiếng Trung ở Việt Nam à, dễ dàng ghi nhớ và liên hệ từ vựng mới với những cái từ đã biết vì theo kinh nghiệm của mình ấy, mình đã từng học tiếng Trung với người Trung Quốc ở Ba Lan Nhưng mà họ lại cũng không biết tiếng Việt, cũng không biết tiếng Ba Lan Thì mình đã học giáo trình hồi lâu rồi Trước đây là bằng được dịch ra tiếng Anh Lợi thế của người Việt Nam ý, khi mà học tiếng Trung thì theo mình nó là liên kết từ Hán Việt rất là thuận lợi. Với Mochi Chinese thì việc học tiếng Trung không còn là nỗi ám ảnh nữa các bạn ạ, mà là trở thành một cái niềm vui. Mình tin rằng với cái sự đồng hành của Ứng dụng này thì bạn cũng sẽ nhanh chóng đạt được cái mục tiêu học tiếng Trung của bạn. Bạn có thể dùng link dưới để nhận ưu đãi 30% khi mà học tiếng Trung nhé. Mình sẽ để ở phía phần mô tả. Và để tiếp tục cho video thì phải lựa chọn được cái phương pháp học phù hợp, không có câu trả lời nào đúng hoặc là sai cho cái việc chọn phương pháp nào mới đúng. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ bản thân cái mục tiêu của bạn, cái khả năng của bạn để có thể lựa chọn được cái phương pháp phù hợp nhất. Mình nghĩ nếu như là có điều kiện này, có thời gian này, môi trường này cho phép thì cứ nên thử, thử thật nhiều vào. Còn nếu không, như mình là người học chậm đây, thì tiến độ cần thời gian nên nếu được lựa chọn đi thì chỉ nhất định tập trung vào để đạt được một cái trình độ nhất định như là HSK3, không nhất thiết là phải nói siêu chuẩn đúng không các bạn. Nhiều lúc ít học tiếng này chỉ cần biết là phải giao tiếp được này, sau đó mới nghĩ tới học ngoại ngữ khác này. Nhưng vì sống ở châu Âu, nơi đây toàn phải học 2, 3 ngôn ngữ song song, hiếm khi mà có lựa chọn khác. Và như mình đã nhắc ở video trước đấy, mình sẽ để link ở phần mô tả cho các bạn có thể tham khảo thêm. Mình nghĩ là tập trung vào một ngôn ngữ trước khi mà mình mới bắt đầu, mình quyết định sẽ tập trung vào tiếng Pháp trước. Chẳng hạn trước đây mình học tiếng Pháp với mình đặt mục tiêu đạt trình độ B1 trước khi nghĩ đến việc học thêm một ngôn ngữ khác. Trong cái giai đoạn này thì mình sẽ tập trung vào việc xây dựng cái nền tảng vững chắc về ngữ pháp từ vựng và phát âm này. Mình đọc sách, mình xem phim, mình nghe nhạc tiếng Pháp hoặc là tranh thủ mọi cơ hội để có thể trò chuyện với người bản xứ và thậm chí là mình còn may mắn được tham gia một cái chương trình trao đổi sinh viên tại pháp nữa và mình nghĩ là đây cũng là một cách có thể cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp của mình để cái cách này mình có thể áp dụng vào tiếng trung và bạn nhớ là phải đặt mục tiêu theo dõi tiến độ bạn có thể theo cái cách là smart tức là cụ thể specific đo lường measurable và có thể đạt được achievable liên quan là relevant và thời hạn tức là time bound ví dụ như là chúng ta học 10 từ mới mỗi ngày hoặc là đạt 2 SK3 trong vòng 6 tháng theo dõi tiến độ, sử dụng sổ tay, ứng dụng hoặc là bảng theo dõi để ghi lại những cái gì bạn đã học được và đánh giá cái sự tiến độ, cái tiến bộ của mình mỗi ngày. Bạn phải luôn duy trì cái động lực nữa, chìa khóa để thành công cho cái việc học ngoại ngữ là tìm nguồn cảm hứng tích cực như là đọc truyện tranh, đọc về văn hóa ẩm thực Trung Hoa, xem phim về những người thành công nhờ biết tiếng Trung này hoặc Mark Zuckerberg cũng cố gắng học tiếng Trung như chúng ta thôi. <laughs> <noise> uh, 有有,有三个原因。Uh, 第, uh, 第二，第一，uh, 我太太是中国人。啊、uh,，我他第二是中文人，啊，他奶奶就说中文、uh, thưởng cho bản thân khi mà sau mỗi một cái cột mốc mà bạn đạt được như là học được 500 từ đầu tiên này thì hãy thưởng cho mình một cái gì đấy, một món quà nhỏ để giúp có thể có một cái động lực tiếp tục để không bỏ cuộc giữa chừng. Mình thì mình luôn so sánh cái việc học ngoại ngữ như là việc tập thể dục ấy bạn ạ. À. Bạn muốn 6 múi thì đâu phải tập 1 2 tuần thì có được đâu mà bạn phải nhẫn nại, bạn phải tập đều đặn cùng cái chế độ ăn kiêng nữa. Như là mình tập taekwondo thì mình tập được hơn 3 năm rồi và mình tập cũng khoảng là hai 2 lần một tuần để việc học trở lên thú vị và hiệu quả hơn thì bạn hãy tạo cho mình cái môi trường học tập đi như là bắt trend này cày phim chung này không phụ đề hoặc là có phụ đề đúng rồi đấy bạn ạ à. mình không bạn các bạn không nghe nhầm đâu bạn hãy thử xem các cái bộ phim trung quốc thịnh hành bây giờ đi bạn ban đầu thì có thể hơi khó khăn nhưng dần dần bạn sẽ quen với cái ngữ điệu tốc độ nói của người bản xứ và mình cực kỳ recommend các cái show truyền hình thực tế như là Uh, Keep Running đó là cái phiên bản của Trung Quốc Phiên bản của Hàn Quốc là uh, Running Man tỉ tỉ đạp gió dễ sóng này Có phiên bản tiếng Việt nữa này Hay là chương trình nổi đỉnh nổi đám Cũng có phiên bản tiếng Việt đó là Anh trai vượt ngàn trông gai Call me by fire Hay là các cái bộ phim uh, trên apps của Mango TV, Yoku, IGE, WeTV Bạn có thể tám chuyện với bạn bè học tiếng Trung Nếu có bạn bè cùng học tiếng Trung thì hãy thử trò chuyện với họ bằng tiếng Trung hoặc là bạn có thể follow các cái trang như là Khoai Tây Yêu Tiếng Trung này, Kerala, Yangtze này để học hỏi thêm nhiều điều thú vị về tiếng Trung nữa bạn có thể sống ở bằng tiếng Trung này, hãy thử đăng bài bình luận hoặc là trò chuyện với cả bạn bè bằng tiếng Trung nếu như bạn có một, những cái người mà cũng học tiếng Trung trên mạng xã hội cũng có thể tìm thấy này. Đây là cách để bạn có thể luyện tập và giao tiếp tiếng Trung một cách tự nhiên hơn và thoải mái hơn. Để kết luận cho video của ngày hôm nay nhé là chúng ta đã cùng nhau khám phá ra những cái lợi ích tuyệt vời của việc tự học tiếng Trung đúng không các bạn? Cũng như là những cái khó khăn cũng cách cái vượt qua chúng nữa. Học ngoại ngữ thì không chỉ giúp bạn mở rộng cái kiến thức đâu các bạn ạ. Đó là có thể giúp bạn phát triển tư duy mà còn mở ra cái cơ hội nghề nghiệp, giao lưu văn hóa rộng lớn hơn. Đừng để những cái rào cản ban đầu ấy làm bạn nản lòng. Hãy biến việc học tiếng Trung thành cái niềm đam mê, thành cái niềm vui và khám phá những cái điều thú vị của ngôn ngữ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cái app ứng dụng Mochi Chinese hoặc có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy để lại bình luận phía bên dưới các bạn nhé. Mình sẽ để thông tin dưới phần mô tả về Facebook của Mochi trong học tiếng Trung này và website nữa mochidemi.com. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ và hiệu quả. Hẹn gặp lại!